của anh Đinh Phúc nhá. Đó. Rồi là ở trên thì cũng có một số anh em hỏi ACB CAI chiều giữ ạ, giá 14 Đức Hoàng. Giữ vẫn giữ được nhá, vùng này nó vẫn là một cái vùng biên tích lũy của nó. Đó, khi CAI mà mất tầm khoảng 12.5 mới cần thiết phải bán ra anh nhá. CAI đây cũng là một cái cổ phiếu mà trong nhịp vừa rồi thì nhất đâu đó là vẫn đang nắm giữ. Đó, lướt được mấy nhịp rồi. Điểm mua CAI quanh vùng này, bán 1/2 ở đây này, mua 1/2 lại ở đây này. Bán ở đây này, mua lại ở đây này, mới bán nhịp rồi quanh vùng này. Đó. Ở đây thì nhịp này đối với CAI thì vẫn đang nắm giữ 50%. Quan trọng là mình mua ra vùng giá nó cũng tương đối là tốt, mua giá tầm khoảng 11.25 cơ. Đó. Đó, nhịp vừa rồi bán CAI giá 14 này. Ngày hôm 20 tháng 2 này. Đây, bán cái CAI nhịp này. Đó, bán 1/2 ở trong nhịp này. Của CAI. Đó, bán 1/2 này, đó, có lướt lát đâu đó là cũng được mấy vòng CAI rồi, chủ đạo mình nắm CAI từ đây này. Bán 1/2 quanh vùng này, mua lại ở đây này. Bán 1/2 quanh vùng này này. À, bán 1/2 ở đây, mua lại ở đây này. Bán 1/2 ở đây này, mua lại 1/2 ở đây này. Nhịp vừa rồi bán ở đây này, mới mua lại quanh vùng này thì bán ở quanh vùng này. Đó. Và nhịp này nếu giả sử CAI nó mất vùng 12.5 bán hết luôn. Vì nếu giả sử nó giữ được quanh vùng này lình xình tích lũy đi lên luôn thì đâu nó còn giữ được kênh tích lũy. Còn nhịp này nếu nó mất quanh vùng 12.5 cũng bán quyết liệt, bán hết. Đó. Dù gì đâu đó là mình cũng ăn được mấy nhịp ở trong ngắn hạn rồi. Đó, và cổ phiếu nó vẫn còn tiềm năng nếu nó giữ được cái biên tích lũy này. Nghe chị nha. Đó, mình có lượng hàng có sẵn thì mình đâu đó là lướt ở trong ngắn hạn là dễ hơn để tối ưu trong trung dài hạn. Kịch bản nhịp này nó lình xình hồi phục đi lên luôn, lình xình tích lũy được quanh tầm khoảng 13 đến vùng 14 mà tiến lên vùng đỉnh cũ nữa là mình vẫn còn cơ hội giữ được cổ phiếu này lâu dài. Rồi. Còn đâu mất tầm khoảng 12.5 thì cũng phải xem xét bán hết. Một là mình chấp nhận ăn ít đi một chút, hai là chấp nhận có thể là cơ hội nắm giữ sau nhịp tích lũy này nó đi lên tiếp. Đó, còn nhịp này thì khi nó chưa mất vùng tầm khoảng 12.5 vẫn có thể giữ được. Đây xem anh em mua bao nhiêu này. Giá 14. Có nghĩa anh em mới mua cái vùng này. Đó. Đó, mua 14 quanh nhịp này thì hơi căng ấy, đúng không? Anh em mua đúng cản trong ngắn hạn. Vùng này là nhất bán. Đó, bán trong ngắn hạn. Bán quanh giá 14 anh em nhảy vào giá 14 nó cũng hơi dở. 14 bây giờ 13 như vậy mất một giá tương đương với tầm khoảng 7% rồi. Như vậy thì cho nó cái cơ hội cuối cùng đi, 12 mất vùng 12.5, 12.6 anh chị bán. Nhịp hồi phục lên tới vùng 14 nó vẫn là một cái vùng cản tương đối mạnh đối với CHI. Nó là cái vùng mà tích lũy trong vòng 3 tháng trở lại đây. Đó, đỉnh cao nhất này, đáy thấp nhất này. Chia đôi ra thì cái lượng trung bình giá trong vòng 3 tháng gần đây quanh 14 nó là rất mạnh, cho nên là có hồi phục lên 14 anh chị cũng lên tranh thủ bán đi. Và bắt đầu bán từ 13.6 đến vùng 14 đi, đôi khi là đợi lên vùng 14 nó lên đến 13.6 lại quay đầu trở lại. Đó, như vậy thì cái giá mua của mình không thuận lợi thì cái điều quan trọng nhất là bảo toàn vốn, cầm tiền cái đã, và thậm chí là lỗ 2-3%, 2-3% vẫn phải bán. Lỗ 2 đến 3% mình vẫn còn thể lấy lại được bằng cổ phiếu khác. Nhưng nếu giả sử như để lỗ sâu quá là tương đối khó đấy. Để lỗ sâu quá 20-30% thì rất dở, cho nên là anh chị vẫn phải quyết liệt cắt nếu nó mất 12.6. Hoặc nó hồi lên tầm khoảng 13.6 đến vùng 14 anh chị cũng tạm thời bán ra anh chị nha. Rồi đó là góc nhìn nhất về cổ phiếu CAI này. LLG chiều mua vào. Chiều mua vào với LLG thì nhịp này cũng phải cần cái độ liều cao anh chị mới mua được LLG nhé. Nếu trong đầu tuần tới mà LLG nó bật tăng trên được 25.4 anh chị nhảy vào đặt cắt lỗ quyết liệt ở vùng 24.3 nha anh chị nha. Đó. Nhịp này LLG đang đang quanh vùng hỗ trợ này, vùng biên tích lũy này. Đó. Nhưng đao kiếm ở đây thì hơi nguy hiểm này. Đó.
tầm khoảng 1 đến 2 phiên nữa, thì khi mà LLG nó giữ được trên tầm khoảng 24.3 thì cái cơ hội hồi phục lên quanh vùng 27 28 nó sẽ có nha anh chị nha. Nó cho nên là trong 1 đến 2 phiên nữa nó giữ được trên tầm khoảng 24.3 mà nó bật tăng trên được tầm khoảng 25.5, anh chị nhảy vào bắt một nhịp hồi lên đó, quanh tầm khoảng 28 29. Đặt cắt lỗ quyết liệt ở 24.3. Như vậy thì 25.5 mà 24.3 thì mất một giá tương đương với 4%, 5% đối với vùng cắt lỗ để có cơ hội bắt được vùng biên hỗ trợ mạnh ở trong trung dài hạn. Hồi phục lệnh trình tích lũy bật tăng đi lên luôn thì kịch bản anh chị có cơ hội giữ được lâu dài ở vùng giá này. Cái kịch bản nó đi lên luôn, lên đến quanh vùng 28 tích lũy này, lệnh trình quanh vùng này thì rất khó để quay lại về cái vùng 25 nữa. Anh chị nhá. Cho nên là đặt cắt lỗ mà mất 4% hoặc 5% để có cơ hội được tích lũy xong lệnh trình trên này mà kịch bản quay trở lại đáy cũ là khó. Cho nên là trong hai phiên tới nó phải giữ được trên 24.3 thì cái khả năng hồi phục của nó là rất cao. Nhưng nếu mất 24.3 thì bắt buộc phải bán quyết liệt anh chị nha. Chấp nhận mất 4% đối với thương vụ mà bắt đáy ngắn hạn đối với LLG. Đó. Nếu chấp nhận được cái tỷ lệ risk reward như vậy, lời trên lỗ như vậy thì anh chị đánh. Đó. Đối với LLG nhịp này là bắt là với cái chiến lược là cũng độ mạo hiểm là cũng cao anh chị nha. Chấp nhận được điều đó thì anh chị đánh nha anh chị nha. Đó là góc nhìn của Nhất thôi, còn quyết định là ở anh chị nhé. HT1, HT1 chiều mua vào, chiều mua vào HT1 là cũng tương đối khó này, tăng một nhịp từ 7 chấm mà lên đâu đó lên tầm khoảng 15 chấm, như vậy tăng được 110% rồi. Từ đáy đi lên thì tăng được 110% rồi. HT1 là cũng là cổ phiếu cũng khá là tiềm năng, cầu vào cũng tương đối là khỏe. Ưng nhất đối với HT1 để mà giữ lâu dài nhất vẫn ưng ở quanh cái vùng 12.6 đó, 12.6 kịch bản chỉnh 12.6 thì quá đẹp. Còn đâu nhịp này nó đang tích lũy đỉnh này, nhịp này nó về đến lần hỗ trợ lần thứ nhất này, lần thứ hai này, mà nếu là giả sử như nhặt sớm ở quanh vùng này lần thứ ba, vùng hỗ trợ này nó về đến lần thứ ba thì đâu đó là nó bị nguy cơ nó có thể mất. Đây là HT1 ở trong nhịp này mua đuổi khá khó. Phải chờ đâu đó tầm khoảng 12.6. Đây nhá. Còn đâu trong nhịp này thì cái thứ nhất là HT1 đã tăng được 110% rồi. Cái thứ hai là nó tiến lên một quanh cái vùng trung bình giá của nhà đầu tư trong trung và dài hạn rồi. Đó, đây là vùng 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 mây ở bên trên là rất to này, cũng như là cái vùng đường màu 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 vàng này, nó chính là cái đường trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng là 65 tuần. Đó, như vậy nó bật tăng được 2 4 6 8 10 12 14 16. 16 tuần bật tăng chạy được 110%. Thì từ những cái vùng kháng cự này cũng như là vùng trung bình giá của lượng hàng trong trung dài hạn họ quanh cái vùng 16.5. Áp lực tiếp cung ở trong trung hạn là rất mạnh. Đó. Ở đâu đó nó cũng có cái nền tích lũy ở trong vùng này, lượng hàng kẹt nó vẫn còn tương đối nhiều ở trên những cái nền trước đó. Cho nên là đối với HT1 ở trong nhịp này anh chị mua mà nắm giữ lâu dài, HT1 quanh vùng này nó không phải là vùng thuận lợi để nắm giữ lâu dài. Có đánh thì đánh trong ngắn hạn, cao nhất thì lên tầm khoảng 16.5 thôi đó. Như vậy thì em nhất đánh giá là để mà cơ hội ở quanh vùng này đối với HT1 có, nhưng mà ăn một đoạn ngắn thôi. Nhưng về rủi ro này gặp cản trong trung hạn này, áp lực tiếp cung trong trung hạn này, và những cái vùng cân bằng tiếp tận phía bên dưới tầm khoảng 11.4 đến vùng 12.6 đó, đây là cái vùng cân bằng của nó này, điểm thấp nhất này, điểm cao nhất này, cân bằng của nó tiếp tận với bên trên này, phía bên dưới này đó. Cho nên là cái rủi ro thời điểm hiện tại là nguy cơ có bật tăng được một nhịp, nhưng cái rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn tương đối lớn, thậm chí là trong trung hạn nó vẫn tương đối lớn. Nên là đối với HT1 nhịp này bắt thì phải bắt sớm, còn đâu nhịp này bắt để mà giữ lâu dài nó không phải vùng thuận lợi. Đẹp nhất ở trong ngắn hạn phải nhặt được 12.6 mình mới chơi, còn nhịp này thì mua đuổi thì nhất sẽ không không đánh giá cao cho cơ hội có ăn nhiều. Và nếu ăn thì ăn được lên được tầm khoảng 16 16.4 16.5 anh chị nhé. Như vậy bây giờ 14.6, 16.5 được đâu đó tầm khoảng 2 giá.
hai giá tương đương với 10, hơn 10% một tỷ. Đó. Mà nhịp này thì mua đuổi ở trong nhịp này cũng không được, mà đã mua là phải mua 15.5. Mua đuổi giá xanh thì đã mua phải mua 15.5, vì cái vị thế này khi vượt 15.5 thì khi đó áp lực tiếp cung đối với cái lượng hàng mà kẹt 15, 15.5 quanh vùng này họ mới không bán ra. À, ví dụ như phiên cuối tuần vừa rồi nó lên đến 15, áp lực tiếp cung của lượng hàng ở quanh cái đỉnh ngắn hạn này nó có. Như vậy thì nếu giả sử mua giá 15.5 mà ăn ăn đâu đó tầm khoảng một giá thì chưa đến 10%. Đó, ăn được 6% mà lại nguy cơ rủi ro chỉnh mà về đến 12 này thì cái rủi ro quá cao cho một cái cơ hội ăn ít như vậy. Đó. Như vậy thì nó không hấp dẫn, đúng không ạ? Rủi ro nó cao. Nên là đối với HT1 này theo em nhất phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn chờ giá tốt mình đánh, còn đâu những giá cao như này nó không còn hấp dẫn nữa. Đấy nhá. Rồi, xin chào anh Thiện Nam nhé, xin chào chị Thu Hương, à, em chào anh Chu A nhé, à, xin chào anh MR Hải này, xin chào anh Nguyễn Trai, anh VN Đơ, xin chào anh Nguyễn Hữu Nghị nhé, anh Trần Ngọc, anh Vũ, anh Tuấn nhé, anh Tuấn Kiệt, anh Nguyễn Văn Huệ nhé, anh chị Nắc Kỳ Thắng này, anh Đào, anh Ban, anh Khoa Nguyễn, chị Võ Thị Bích Hà, anh chị Đào, anh Ban, anh chị Lê Ngọc Anh này, chị Thu Phương, anh chị Nick Phan, anh chị Khang Trầm Hương, anh Nguyễn Hoàng, anh Trần Thiên An, anh Hoàng Tuấn. Rồi, em chào em nhất, chào toàn thể anh chị nhé. Anh chị nếu thấy cái sự nhiệt tình của em nhất vào cuối tuần, anh chị dành ra 2 giây giúp em nhất like cái video này anh chị nhé. Giúp em nhất like cái video này để giúp cho em nhất có thêm cái năng lượng hỗ trợ anh chị vào cuối tuần, cũng như là giúp cho kênh có sự tương tác tốt hơn anh chị nhé. YouTube thì thuật toán của nó là nếu giả sử anh chị có like và đâu đó tương tác với nhất ở trên cái bình luận như này thì đâu đó lần sau chúng ta mới có duyên tiếp tục gặp nhau nữa, đặc biệt là đối với anh chị chưa đăng ký kênh anh chị nhá. Nên là anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo video livestream sáng, trưa, chiều, tối của anh em livestream phát sóng liên tục hàng ngày trong giờ làm việc, trong phiên anh chị nhá. Đó, thì như vậy thì anh chị nào chưa đăng ký kênh thì anh chị nhớ ấn đăng ký kênh anh chị nhá. Và đặc biệt là ngoài cái sự hỗ trợ anh chị ở trên livestream trong trong phiên thì anh em còn hỗ trợ anh chị ở trên những room Zalo hỏi đáp các mã cổ phiếu trong phiên hàng ngày và liên tục ở trên cái room Zalo này, bằng cách anh chị quét cái QR code này hoặc là anh chị bình luận hoặc anh chị kích vào cái đường link ở bên dưới phần top chat này nha anh chị nhá. Đó, không những hỗ trợ anh chị hỏi đáp trong phiên nếu giả sử anh chị không thuận tiện xem livestream ở trên kênh YouTube, và còn chia sẻ anh chị thêm những điểm mua bán các mã cổ phiếu tiềm năng anh chị nhé. Đó, các mã cổ phiếu tiềm năng ở trên này vừa chia sẻ trên live trên room Zalo, anh em còn chia sẻ anh chị thêm những cái ở trên những cái video short này anh chị có thể tham khảo nếu anh chị đăng ký kênh anh chị nhé. Rồi, cổ phiếu LLG HT1 xin chiều giữ SHS giá 8.8. 8.8 căng quá nhỉ, nhịp này 8.8 nhưng có tương đối nhiều những nhịp hồi phục lên thì anh chị cơ cấu lại này, 8.5 mới chấp nhận ba giá lỗ, ba giá là phải bán rồi. Đó, trong cuối tuần vừa qua thì em nhất cũng chia sẻ anh chị rồi, đối với những cổ phiếu này hồi lên anh chị phải, những anh chị nào giữ giá cao là phải bán này, cơ cấu lại ở những nhịp này, thậm chí là những nhịp này bật tăng thì lên bán bớt đi, đó, đang lỗ đâu đó tầm khoảng 10% mà về chỉ còn lỗ 2 đến 3%, điểm mua anh chị chưa thuận lợi là đâu đó phải bán ra. Còn thời điểm hiện tại anh chị cũng không lên bán nữa, nó lại về lại quanh cái vùng hỗ trợ rồi, vùng này là vùng người ta chuẩn bị mua và vị thế mua rồi, anh chị bán cũng không phù hợp. Đó, nên trong giai đoạn tới này đối với cổ phiếu HHS này, nếu giả sử nó mất giá 8 bắt buộc phải bán để tránh nguy cơ nó test lại những cái vùng hỗ trợ này 7.7, 7.8, thậm chí nó có thể là nhúng xuống một nhịp sau đó mới hồi lên. Đó, như vậy thì 8.8 mà thời điểm hiện tại 8 chấm đã bị lỗ ở đâu đó mất 10% rồi. Đó, đúng không ạ? Cái nhịp vừa rồi đó, nó về lại tầm khoảng 9 chấm này, về bờ lại bán này. Đó. Nhịp này cũng vậy, lên tầm khoảng 8.6 là cũng phải cơ cấu lại, điểm mua không thuận lợi là phải bán. Anh chị nhá. Đó. Nhịp này thì anh chị bám sát ở quanh vùng 8 chấm. Anh VD nhất nhận định có vẻ dễ chịu nhất trong mấy anh em IDB. Ok, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh VD nhé.
Anh chị giúp em nhất một like nha anh chị nhá. Em nhất cảm ơn 109 anh chị đã like ủng hộ em nhất anh chị nhá. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn anh chị. Đó, cái like của anh chị thực sự là nó rất là hữu ích dành cho nhất cũng như là dành cho kênh nhá. Cho nên là rất mong anh chị có thể là dành ra 2 giây để like ủng hộ giúp em nhất. Em thấy hơn 100 anh chị đang xem mà có 50 like thôi. Xin anh chị dành vài giây để like ủng hộ anh nhất. Rồi, cảm ơn em Nguyễn Tiến Bộ nhá. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em. Anh xem giúp chiều giữ được với PVP nhé. À, PVP chiều giữ. Cổ phiếu này diễn biến nó cũng lỏng lẻo nhỉ. Những cổ phiếu mà nó tăng mạnh xong lại giảm mạnh như này thì cái việc quản trị rủi ro nó cũng tương đối khó. Thường thì nhất ít khi đánh những cái con như này đó. Thậm chí thanh khoản nó cũng thấp nữa. Đâu có những cái phiên mà thanh khoản tầm khoảng 1 tỷ thôi. Nó cũng tương đối thấp. Trong giai đoạn thị trường nó đi xuống nó chỉ thanh khoản tầm khoảng 500 triệu thôi. Thực ra thì những cổ phiếu mà nó vừa vừa ở sàn upcom mà lại thanh khoản thấp ấy, cái rủi ro là nó sàn cho hai phiên mất 30% thì rất là nặng, đúng không? Đó, rất là nặng. Những cổ phiếu như này mà nó diễn biến lỏng lẻo như này thì rất khó đánh và rất khó kiểm soát rủi ro, đúng không? Đây này, nó ba cái phiên này nó đã đâu đó là bằng cả 5 tháng tích lũy, ba phiên nó giao động bằng cả 5 tháng tích lũy. Những cổ phiếu như này anh em đánh này lên thận trọng cao độ nhá. Đối với cổ phiếu PVP thì nhịp này nó đang tích lũy trở lại nhé. Dù nó có hồi lên lại quanh tầm khoảng 13 thì cái áp lực tiếp cung ở trong những vùng đỉnh này khối lượng là rất lớn. Đó, đáy anh em thấy này, đáy nó kéo lên thì cầu không có, nhưng mà lên đến vùng đỉnh này thì cung tiếp ra lại lớn. Đó. Và ở trong trung hạn thì đây là cái vùng 13.5, nó chính là cái vùng trung bình giá của nhà đầu tư trung dài hạn. Đó. Như vậy cái đỉnh cao nhất là của nhà đầu tư này ở quanh cái vùng này, và vùng đáy thấp nhất đối với nhà đầu tư xuyên suốt từ tháng 4 của năm 2022 đến thời điểm hiện tại là gần tháng 4 của năm 2023. Như vậy thì cái điểm trung bình giá của một năm trở lại đây thì nó đang quanh cái vùng tầm khoảng 13 đến 13.5. Cho nên là cái lượng hàng của nhà đầu tư từ đỉnh này về đáy này, trung bình của họ quanh vùng 13 là rất lớn, đúng không ạ? Đó, như đấy này, kéo kéo thử nhé. Đó, như vậy cưa đôi ra trung bình của nhà đầu tư trong trung hạn ở đây là lớn đúng không? Đó, như vậy thì cái áp lực tiếp cung của cái lượng hàng rất lớn quanh vùng này, chính vì vậy thì nó bật tăng lên quanh vùng này nó không vượt được. Áp lực tiếp cung bắt đầu nó xuất hiện ở quanh vùng này, áp lực tiếp cung nó rất lớn, nó điều chỉnh xuống dưới. Đó, cho nên là quanh nhịp này đối với vị thế nắm giữ thì nhịp này nó đang tích lũy thôi. Đó, chúng ta chưa biết được là chỉnh xong nó tăng tiếp hay là tăng lên rồi chỉnh xuống, thì chỉ biết là đâu đó nhịp này nó đang tích lũy trong cái biên này. Đó, tích lũy trong cái biên trung hạn, bởi vì đây là cái vùng cân bằng của nó này. Đó, vùng cân bằng ngắn hạn thì vùng cân bằng của nó là cái vùng mà điểm cao nhất điểm thấp nhất này chia đôi ra cái vùng cân bằng của nó quanh 10.2. đó, nó đang có nguy cơ là về 10.2 sau đó bật tăng lên. Đó, thì chính vì vậy thì những cái nhịp mà hồi phục lên như này quanh tầm khoảng 12.8-13 anh em lên bán đi nhá. Ăn nhiều ăn ít lên bán đi, bởi vì cái vùng này để mà cầm lâu dài PVP quanh vùng 13 là cầm lâu dài là không được. Đó, vì nó điều chỉnh này về vùng hỗ trợ nó bật tăng này lên cản nó lại điều chỉnh lại. Đó, cho nên là cứ canh cái biên cản anh em bán là cái vùng bán tốt nhất trong ngắn hạn, và biên hỗ trợ mua quanh vùng 10.2 là vùng mua tốt nhất ở trong ngắn hạn. Thấy nhá, đó là góc nhìn về cổ phiếu PVP.